bất nửa lời. Đó là sự thật. Tại sao một người dân như tôi phải đứng lên phản biện như thế này, mà không có lương, không có khoản, không có gì chân, mà cái tính mạng không có an toàn, đi ra ngoài đường ngoài xá này cũng sợ phải nói kia. Như đó Nguyễn Hải không sợ đâu, chết là chuyện bình thường, 52 tuổi rồi, chết cũng vừa rồi. Nếu đổi mạng mình đổi mạng cho nó chơi cho vui thôi. Nhưng lời ăn tiếng nói của mình là một người dân, mình bất xúc buộc mình phải nói. Có những cái như thế này, đảng sống với dân, đảng lo cho dân hòa bình, độc lập, đổ bao nhiêu xuống máu. Thì đến ngày hôm nay dân làm ăn ra tiền thì cũng phải thuế má vô cho nhà nước. Để dân lo nhà nước, nói dân giàu thì nước mới mạnh. Dân nghèo làm sao nước mạnh được, có lương thực đâu mà mạnh, đúng không? Dân có giàu, lo cho con dân giàu, con dân tự do làm giàu, thì con dân sẽ lo lại cho nhà nước. Bất kể một đất nước nào cũng phải có thuế má hẳn hồi. Còn bên trong cấp tất cả những cán bộ cấp lớn, cấp cao, cấp lớn nữa, thì người ta còn cho con người ta ăn học đến nơi đến chốn. Để làm gì? Để che già măng mọc. Đời trước bước qua thì đời sau phải bước tới. Tại người ta con quan thì sẽ làm quan, con sải trong chùa thì quét lá đa, dễ dốc nát. Như người dân thường mà nay chỉ biết làm kiếm cơm hai buổi, mình có kiếm, mình cứ làm theo cái năng thiếu của mình. Còn người ta con nhà gia giáo phải như học thức đến nơi đến chốn, phải như là cấp bậc nào cũng vậy. Người ta lớn, người ta tôi nói là sống lớn à, thuyền lớn thì sống sẽ lớn, vậy thôi. Tại chúng nó nói là tại sao ông đó không làm cái bậc đó, ông ăn lương nhà nước bao nhiêu mà tại sao ông giàu vậy? Con người ta làm đâu, cháu ta làm đâu? Tất cả mọi thứ bây giờ những cao cấp lớn bây giờ đã già nua hết rồi, già yếu hết rồi, thì con cháu người ta mở mang trí tuệ, người ta thi đua được, người ta theo cái dòng máu của cha ông người ta, ta lên để làm việc. Không phải làm việc là dễ, phải dắt hết tất cả bộ não ra để làm mới giữ được yên bờ cõi, giữ được cái sự hòa bình cho nhân dân. Người ta dùng não thì mình phải dùng lụng, nếu mà dân thường mình thì phải dùng làm dụng tay chân, đúng không? Mình nói thế nào đó thì mình nói cái phải thôi, tại vì cái người mà ăn ngay nói thẳng đó, nói rọt rẹt, bởi vì người ta nói chung là lấy mắt ta nói thôi. Còn những kẻ mà xuyên tạc như lũ Ba Que, như lũ Ngụy Quân Ngụy Quyền chống cộng cực đoan thì nó nói không có lề lối, bởi vì đừng nào nó nói được. Và khi người ta hỏi lại thì nó ấp ấp hòa tài, nó từ cái ấp ấp hòa tài đó nó chửi người ta, nó nói là nó bắt đầu nó sổ ngang lại, tới một ngang là ba làng cãi lại, nó nói ngang mình cãi đâu có lại nó. Còn mình lên diễn đàn nó đạp mình xuống, nó đâu cho mình nói, nó bệnh miệng mình. Cũng do nó cũng giống như ngày xưa đàn áp người ta, không cho ta nói. Một người dân quốc ức nói ra nó bắt người ta, nó bắn người ta, ai nói được, ai dám nói, trong khi trong tay không một tấc sắt, đúng không? Tại vì thế ở chỗ cái bàn đây mà. Không có thế vào trong cái đây là Nguyễn Hải nói, là nói bằng sự thật đi các bạn, chưa bao giờ nó đi qua một lời nào nha. Không bao giờ lấy trong sách vở ra nói mà cũng không gõ logo nha. Tôi nói đây á, là nhà bà Ba Bạc này là bà ở bên Mỹ hết á, Tùng Thủy đồ Thúy đồ ở bên Mỹ hết trơn á, cũng có thể người ta lên mạng có thể thấy được Nguyễn Hải. Nguyễn Hải nói thật chất, chưa bao giờ nó sai, không bao giờ nó sai một lời nào. Còn bây giờ đảng cộng sản có phân rẽ con dân Việt Nam đâu, như chẳng hạn bây giờ Ngụy Quân Ngụy Quyền, cái từ Ngụy Quân Ngụy Quyền nó đã chết từ 40 năm nay rồi. 3 năm đầu giải phóng vẫn còn cái câu Ngụy Quân Ngụy Quyền. Nhưng từ 4 năm đổ lại, người ta lo tất bật làm ăn, nhà nước thì lo sắp xếp công việc, còn dân chúng thì lo tấp nập làm ăn. Không ai mà nghĩ ngợi đến cái vụ vấn đề mà Ngụy Quân Ngụy Quyền nào trong này nữa hết. Nhưng đến ngày hôm nay và trong trang mạng cộng đồng này, chính chúng nó đã vươn cờ nhục, cái lá cờ nhục vẽ rách đó lên để vươn lên, phất qua phất lại trước mặt, để mang cái nỗi nhục từ đời cha đến đời ông, từ ông đến đời cha đến đời cháu đến đời chắc đến đời chắc. Vậy đó là lá cờ nhục nhã. Mà mình không biết nghĩ rằng khi mình vươn một lá cờ đó, đất nước nào chấp nhận? Các bạn nghĩ đi, đất nước nào chấp nhận? Không có đất nước nào chấp nhận lá cờ đó hết. Chỉ có chấp đất nước nào năm châu bốn bể, từ bên châu Mỹ, Âu Mỹ, châu Phi, châu Âu, Việt Nam, châu Á, đều là chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng.
chưa bao giờ có một cái đất nước nào chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ. Thì mình vươn lên để làm gì, chống gì, phục gì hả? Phục đấy quần đàn bà hả? Chống còn nó chống gậy hả? Chứ có vừa rồi thấy diễn đàn năm ông, nó làm ra một cái diễn đàn ở bên đó đấy. Năm ông ôm năm cây súng chạy ra nhảy ra bò đi giống y như đi bắt đang chậm gà vịt hồi xưa đúng không? Thế rồi á, diễn hành có một bà đó ôm đứa con ra ngồi khóc lóc. Những người mà làm như vậy đó là do những người chiếu lại những cảnh những người giết hại nhân dân đó, cho nó thì bay bỏ bơm xuống dưới là súng ống bắn tỉa ra rầm, con chết, chồng chết, cha chết, mẹ chết, vợ chết, chết tầm lum. Người ta ôm nhau ta khóc đó. Bây giờ mấy người diễn hành lại cho rồi nha, nhân dân cái lòng căm hận của nhân dân này nổi lên lần nữa đó, đúng không? Chứ mấy ông ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa quỷ quân quỷ quyền, mấy ông sung sướng cái bà nội, có ai chết đâu mà khóc. Nằm trên cha trên ông, người ta nhà cao cửa rộng. Em biết ngày xưa đi lính quỷ đó nha, quỷ quân quỷ quyền đó nha, mà gọi là tử trận đó, ở nhà vợ con ăn tiền tử là ăn mệt nghỉ luôn đó, ăn cả đời không hết đó, nói cho em biết. Chứ không phải giống như là mấy bộ đội hồ mà xông pha chiến trận mà không có đồng lương đâu, mà ăn đói nhịn khát ở trong rừng đâu. Người ta còn chưa kể công lao đó, bị bắt nè, bị tù đầy tra khảo, bẻ răng, bẻ cổ, đóng gông, mọc gông, đem phơi nắng, rồi bỏ vô chuồng cọp, đổ voi xuống không cho tắm, đẹp thành cùi què mấy xích đâu. Những cái cảnh đó hoài Công Sơn, ở đảo Công Sơn còn mà, chứ đâu phải mất đâu, không? Cho nên người dân của tôi thấy đó là thật thích nhất. Còn bảo chúng tôi bỏ từ ngụy, bỏ từ ngụy thì tất cả quỷ quân quỷ quyền trên cõi trời đời này, từ châu Âu cho đến châu Mỹ, tất cả trên thế giới này không còn bóng dáng thằng quỷ quân quỷ quyền, thì lúc đó nhân dân không còn từ ngụy. Chứ nếu còn bóng dáng của những kẻ quỷ quân quỷ quyền chống phá đất nước, tức là chữ ngụy không thể gì bỏ được. Tại sao chúng nó phải sợ từ ngụy? Cái từ ngụy là từ đàn áp nhân dân, từ giết hại nhân dân, từ bóc lột nhân dân. Cái từ đó là từ, đó là ngụy, thì không có cái gì là thật. Ngày xưa nó nói đừng nghe những gì Cộng sản nói hay nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Nhưng ngày hôm nay tôi nói đừng nghe những gì quỷ quân quỷ quyền nói, mà hãy nhìn kỹ những gì quỷ quân quỷ quyền làm. Làm ô nhục ở tông môn. Nó nói rằng tôi ở đất nước bên đó, đồng ý. Mấy người ở bên hải ngoại đó, quỷ quân quỷ quyền chống cộng đoan đó, mấy người bên đất nước đó là người Việt Nam. Nhưng mấy người đã từ bỏ thoái quá đất nước Việt Nam. Mấy người chê bai đất nước Việt Nam là đất nước nghèo khó, ô nhục, rùi bỏ. Thì đừng nhìn về đất nước Việt Nam, cơ bên thiên đường đất Mỹ đi. Đâu có ai bắt mấy người phải về Việt Nam. Rồi cuối cùng mấy người chết rồi xin về Việt Nam để chôn được cái mồ. Đúng, rõ ràng là vậy không? Tôi cũng thấy nhiều người về đây chôn rồi mà, đúng không? Đó, rõ ràng là chỉ nói, biết đâu thì nói đó thôi. Thì từ quỷ này chừng cái nào ở trên trái đất này không còn một thằng quỷ quân quỷ quyền nào món miếng nữa, chống phá đất nước nữa, thì lúc đó từ quỷ sẽ vĩnh viễn không còn nữa, khỏi cần ra một cái cuốn sách nào. Còn 15 tập ngụy sử để đằng Trần Văn Phước nó ôm vô lòng nó chết đi. Đó, để cho Trần Tân Văn Phước nó mộ điệu lắm, nó chết đi, ôm chết đi. Vậy là cho cái kênh VHK, VH Chim, VH Cu lại thằng...